Chương trình bản sắc địa phương với điểm đến là thị xã Phú Mỹ kính chào quý vị. Thưa quý vị, Phú Mỹ đã được xác lập là trung tâm công nghiệp và cảng biển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, rộng hơn nữa là ở khu vực Đông Nam Bộ và ở phía Nam, tập trung cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội theo hướng đẩy mạnh công nghiệp và cảng biển. Thế nhưng không phải vì vậy mà nông nghiệp bị xem nhẹ. Thực tế thì trong quá trình phát triển của địa phương, nông nghiệp, nông thôn và nông dân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ luôn được đảng bộ và chính quyền địa phương quan tâm đầu tư đúng mức, phù hợp với từng giai đoạn. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành lập, Phú Mỹ từ huyện Châu Thành tách ra thành huyện Tân Thành, gồm những xã nông thôn. Nền kinh tế chủ lực của địa phương ở giai đoạn đầu với sản xuất phổ biến là độc canh. Diện tích sản xuất nông lâm ngư nghiệp chiếm trên 78%. Cơ cấu kinh tế bấy giờ là nông nghiệp, dịch vụ, công nghiệp. Đến giai đoạn 1996-2000, cơ cấu kinh tế huyện Tân Thành được điều chỉnh theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp. Điều này đồng nghĩa diện tích dành cho nông nghiệp dần thu hẹp, đòi hỏi nông nghiệp phải thay đổi để thích ứng, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô sản xuất tập trung hơn. Mô hình trang trại trong trồng trọt, chăn nuôi hình thành, đồng thời hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, áp dụng khoa học kỹ thuật. Hiện tại, cơ cấu kinh tế của thị xã Phú Mỹ chuyển dịch theo hướng thương mại, dịch vụ chiếm gần 60%, công nghiệp chiếm hơn 35%, nông nghiệp chiếm gần 5%. Giá trị sản xuất nông ngư nghiệp bình quân tăng 2,6% một năm. Nhưng đáng ghi nhận là tổng giá trị nông ngư nghiệp 5 năm gần đây ước đạt 9.729 tỷ đồng, tăng gần 25% so với 5 năm trước đó. Để thúc đẩy nông nghiệp phát triển tại một địa phương đã được xác lập là một trong những thủ phủ công nghiệp cảng biển của tỉnh, hướng đi tất yếu là nông nghiệp phải được thay thế từ sản xuất độc canh truyền thống sang hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ cao. Các đề án, nghị quyết liên quan đến nông nghiệp của địa phương và của tỉnh từng bước được triển khai, tạo cơ sở pháp lý và cũng là cú hích cho nông nghiệp tại Phú Mỹ chuyển dịch đúng hướng. Trong đó có đề án phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020. Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp trên địa bàn đến năm 2020. Nghị quyết số 07 của tỉnh ủy về phát triển trang trại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025. Đề án số 04 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Những vùng chuyên canh với cây trồng vật nuôi được áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất ngày càng khẳng định hiệu quả kinh tế, năng suất, sản lượng và chất lượng được nâng lên, an toàn vệ sinh được đảm bảo. Hiệu quả này không chỉ góp phần tạo vành đai thực phẩm an toàn chất lượng cho khu đô thị, khu công nghiệp, cảng biển trên địa bàn, mà còn đảm bảo ổn định đầu ra cho nông sản địa phương, giúp nông dân địa phương thu nhập bền vững. Hiện tại, trên địa bàn thị xã Phú Mỹ có 4.157 ha cây công nghiệp như tiêu, điều, cà phê, cacao, cao su, 1.672 ha cây ăn quả, 18,2 ha rau xanh các loại. Vùng sản xuất tập trung cây công nghiệp cũng dần định danh như cây ăn trái ở Sông Xoài, Hắc Dịch, Châu Pha, Tóc Tiên, Tân Hòa, rau củ ở Tân Hải. Nhiều loại nông sản Phú Mỹ còn vươn tầm trở thành thương hiệu nông sản Bà Rịa Vũng Tàu như bưởi da xanh Sông Xoài, nhãn xuồng cơm vàng Tân Hòa, mãng cầu ta Châu Pha. Phú Mỹ đang có 9 trang trại trồng trọt ứng dụng công nghệ cao. Là bên vùng bưởi của mình tiến hành là theo cái quy trình là sản xuất theo hướng Việt Gáp, cho nên là cái sản phẩm của mình coi như là thuộc dạng là có uy tín trên thị trường, cho nên là cái giá cả nó rất là ổn định.
Phát triển các vùng chuyên canh là cơ sở để thị xã Phú Mỹ hiện thực hóa mục tiêu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và mục tiêu trong đề án phát triển nông nghiệp đô thị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị kết hợp nông nghiệp công nghệ cao. Nông sản được sản xuất ra theo hướng áp dụng quy trình GAP, sạch, an toàn với sức khỏe, nâng cao năng suất, chất lượng, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, công nghiệp chế biến và quá trình đô thị hóa. Chủ trương về phát triển của ngành nông nghiệp thì tập trung vô phát triển cái nông nghiệp đô thị. Thì trong nông nghiệp đô thị thì tập trung phát triển vô là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất của cây trồng vật nuôi và tập trung vô phát triển nông nghiệp hữu cơ để tạo cái chất lượng cho cái sản phẩm nông nghiệp trong thời gian tới. Về chăn nuôi, đến nay thị xã Phú Mỹ đã cơ bản di dời các trang trại chăn nuôi nằm ngoài vùng quy hoạch, nằm trong khu dân cư vào vùng chăn nuôi tập trung theo quy hoạch đã phê duyệt. Các trang trại quy mô lớn phát triển mạnh tại hai xã Sông Xoài và Hắc Dịch. Toàn thị xã có 42 trang trại chăn nuôi, trong đó 28 trang trại ứng dụng công nghệ cao. Sông Xoài là một xã làm nông nghiệp chủ yếu. 95% là người dân là trồng cây và chăn nuôi. Về phát triển chăn nuôi thì đây là một cái khu vực mà được Ủy ban tỉnh quy hoạch để thực hiện chăn nuôi tập trung. Những trang trại mà thực hiện theo nuôi mô hình chuồng lạnh thì phát triển rất tốt. Thực hiện theo cái đề án của Ủy ban nhân tỉnh đưa tất cả những cái trang trại mà ở những khu vực khác đưa về tập trung tại khu vực Sông Sò theo cái quy hoạch. Thì hướng tới Sông Sòi sẽ phát triển thêm ngoài địa phương thì các cơ sở khác phải đưa về. Theo như chúng tôi được biết là khoảng trên 40 trang trại của các nơi giờ đưa về địa phương nữa. Nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ thời gian qua luôn được quan tâm đầu tư đúng mức, phù hợp với từng giai đoạn. Và thành quả quan trọng nhất trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân Phú Mỹ là chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tỉnh triển khai xuyên suốt 10 năm đã thúc đẩy hạ tầng cơ sở những khu vực nông thôn hoàn thiện rất nhanh. Hệ thống giao thông nông thôn được nâng cấp và thảm nhựa tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản. Có đường, điện và nước đầy đủ, điều kiện sản xuất lẫn chất lượng cuộc sống người dân nông thôn cũng nâng lên đáng kể. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người tại các xã nông thôn mới ở Phú Mỹ đạt trung bình 60.800.000 đồng một người một năm, tăng hơn 4 triệu đồng một người một năm so với cuối năm 2019. Thị xã Phú Mỹ đã được Hội đồng Thẩm định Trung ương công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới, trình Chính phủ ra quyết định phê duyệt. Bây giờ có đường có xã là trái cây bán thì rất là chạy, người nó vô hỏi trái cây mình cũng sửa hàng bán thôi. Đó. Mình có nước tới đây nè, điện tới nơi nè, đường nông thôn cũng tới nơi nè. Bây giờ đã tới là tới ông tự động khỏi còn lôi ống nó. Được cái gì cũng hiện đại, cái gì cũng là cho dân, cuộc sống của dân nó thoải mái hơn. Giai đoạn 2020-2025, Phú Mỹ tiếp tục triển khai đề án số 04 và nghị quyết số 07 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Địa phương tiếp tục ra soát, lập quy hoạch để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển nông nghiệp đô thị kết hợp với du lịch sinh thái, nâng cao thu nhập cho người dân. Và nông nghiệp ở địa bàn lấy công nghiệp cảng biển làm nền tảng cũng đang phát triển gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ.